Phước Sửu sẽ đưa mọi người đi thăm một căn nhà phố cực kỳ đẹp tại dự án Giai Gai Nhà Bè. Mọi người như nhìn thấy là một cái cách thiết kế rất là đẹp, phải không cả nhà? Một cái phong cách gọi là bán cổ điển. Với cái mức những cái màu sơn như vậy và những cái cách thiết kế như vậy thì chắc ăn là không bao giờ gọi là lỗi thời rồi. Bởi vì cái căn nhà phố này thì khá đẹp luôn và tối đa diện tích sử dụng cho cả nhà luôn. Và khi anh chị mà sở hữu cái căn này á thì chắc ăn rồi là mình sẽ vừa ở vừa kinh doanh. Cái căn nhà phố này thì đẹp hơn những căn khác bởi vì ở đây là căn hai mặt tiền ha. Đây là cái lối đi ra cái dãy shop house và bên hông thì nó có một cái cửa để mình có thể di chuyển đi bên hành lang bên hông nữa luôn. Rồi bây giờ mình vào bên trong để mình xem cái cách thiết kế bên trong nha. Ở đây thì là một cái gara xe chị ha. Thì mình có thể đậu xe hơi ở đây và mình đi vào bên trong căn nhà. Còn ở đây mình có thể lót gạch, trồng cây. Đây là cửa chính của căn nhà. Ở đây thì mình có thể đi di chuyển vào xe máy, mình đậu xe máy trong nhà. Dạ. Hệ thống cửa ở đây, cửa lối đi vào cửa chính thì chủ đầu tư làm bằng gỗ luôn đầy đủ ha. Và có hệ thống cửa từ nè, khóa vân tay, khóa số đầy đủ của Hubler ha. Rồi bên này thì vào bằng cửa thép cường lực ha. Mặc dù gọi là nhà phố thôi nhưng mà hệ thống cửa cũng khá đẹp luôn, rất là thoáng. Đây là cái cửa bên hông, ở đây là căn góc hông nên là cái cửa bên hông. Thì với cái cửa bên hông này mình có thể là di chuyển đi bộ ra ở đường này, mình tập thể dục hay là mình ra cái dãy shop house để mình mua sắm. Với cách thiết kế là ngang 7 dài 17 và chừa trước 3 chừa sâu 2. Thì ở bên ban công bên trên thì mình sẽ chồi ra. Theo như cái cách thiết kế của căn nhà này thì đây là cửa chính đi vào. Đây là một cái hộp gen lên. Thì ở đây sẽ là một cái tủ giày. Đây là một cái toilet vệ sinh. Còn đây là phòng bếp, phòng khách. Dạ. Và phía sau này á là một cái giếng trời. Ở đây giếng trời này thì mình có thể là đặt máy giặt ở đây. Máy giặt ở đây rồi sân phơi ở đây luôn thì đỡ phải là di chuyển mang lên trên lầu. Và ở đây có một cái điều đặc biệt là ở đây là cái sân sau này á, đối với căn này là khoảng hơn 2m và phần phía trước là hơn 4m, nên là tổng cái diện tích mà sử dụng phía bên sân sau này là đến hơn 6m. Nên là khá rộng ở sau này, ví dụ nó trở thành giống như một ngôi vườn giữa mình á. Rồi bây giờ mình lên trên lầu ha. Mình lên lầu 1. Thì chủ đầu tư cũng tinh tế rồi, chủ đầu tư chừa cái phần ở giữa của cầu thang này. Thì nếu mà nhà mà không muốn di chuyển nhiều bằng thân bộ thì mình có thể là đặt một thang máy mini. Và ngay góc chỗ cầu thang này thì mình thiết kế một cái toilet nhỏ dành cho cái căn phòng ngủ nhỏ này. Và phòng ngủ phía trước, phòng ngủ lớn này gọi là master bedroom. Thì ở đây là toilet lớn. Toilet này có thể là đặt bồn tắm đứng, bồn tắm nằm hoặc là xông hơi gì thì cũng khá rộng rãi. Và tất cả đều có ban công hết ha. Toilet cũng có ban công và phòng khách cũng có ban công luôn. Ban công của cái căn góc này nó đẹp hơn những cái căn khác, đó là căn góc hai mặt tiền và bên kia là cũng góc hai mặt tiền luôn, nên nó có khoảng không rất là đẹp. Và nhìn qua bên kia là nhìn ra cái công viên mùa đông, những cái cây mùa đông nên là cũng khá đẹp. Đối diện của mình là cái dãy biệt thự 9.5 x 17. Hai căn sẽ là hợp phối thành một căn, nên nhìn vào bên ngoài là tưởng đâu một căn nhưng mà thực chất đó là hai căn. Và dạ, hai căn 9.5 x 17 ạ. Và ở đây chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây thần thấp thần cao, tuy mới trồng thôi nhưng mà rất là xanh tươi ha. Dạ, bên đó là sẽ đi vào một cái lối cổng, vào thêm cái cổng phụ bên kia nữa. Dạ.
bên kia thì đi ra công viên và vào một clubhouse. Trong clubhouse thì có đầy đủ những cái tiện ích mà chị được free sử dụng hết đầy đủ ha. Rồi mình sẽ vào bên trong để mình lên di chuyển lên tầng 2 nhé. Đây là cầu thang ha, mình có thể thiết kế vừa thang bộ kết hợp với thang máy luôn nếu mà mình có nhu cầu sử dụng. Tầng 2 thì bố trí nó sẽ rộng rãi hơn tầng 1 một tí xíu. Thì ở đây thì mình có thể làm được hai phòng ngủ tùy mình. Nếu mình làm toilet ngoài, ở đây một toilet trong, ở đâu đây một cái gọi là hai phòng này chỉ có một phòng có toilet thì mình sẽ thiết kế được 3 phòng. Còn không thì mình thiết kế một phòng lớn và đây là một phòng sinh hoạt chung. Đấy. Cũng có view nhìn về công viên và mặt sau thì nhìn về cái dãy shop house và một một cái view nữa là nhìn về đường Nguyễn Hữu Thọ. Đây là căn góc không nên là khá thoáng. Rồi, bây giờ mình lên trên cái tầng trên cùng ha. Tầng trên cùng của căn nhà phố ngang 7 dài 17. 119 m vuông và thiết kế là một trệt hai lầu. Trên này là áp mái và sân thượng. Thì mình lên vừa cầu thang thì phía bên tay phải là một cái sân thượng phía sau. Phía sau này mình cũng có thể là một cái nơi trồng rau. Nếu mà ai mà thích á, thì mình cũng có thể là trồng rau và giặt đồ trên này. Ở đây một cái cách thiết kế gọi là bán cổ điển á chị. Nên nó là vừa là kết hợp hiện đại vừa kết hợp và là cổ điển. Ở đây thì mình thiết kế phòng thờ hoặc là nếu mà nhu cầu nhiều thì mình có thể thiết kế phòng giúp việc. Còn bên này là một cái sân thượng ha. Sân thượng là lối check-in ở phía trước. Bên này là chủ đầu tư đã là đổ mái bằng bê tông rất đẹp luôn, rất kiên cố. Và ngoài cái mái bê tông này thì sẽ lợp thêm một cái ngói thái nữa. Bên này thì nhìn ra cái dãy biệt thự bên kia. Bên kia là biệt thự 350 m2. 300 m2 ha.